Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Minter TV. Lời nói đầu tiên thì Minter lời chúc cô chú anh chị quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Cũng như đầu video thì Minter cũng nhờ cô chú anh chị đăng ký kênh và tặng cho Minter một like để Minter kích lệ tinh thần kênh YouTube Minter TV. Hiện tại Minter đang có mặt tại nhà Thanh Khờ để cập nhật video gửi đến cô chú anh chị cùng xem. Thì mời cô chú anh chị theo chân Minter vào bên trong. Tôi nhìn thấy Thanh nó đang trộn hồi cô chú anh chị. Hôm nay như ở nhà này. Ông quay đâu Thanh? Dạ, và em đi dắt cám. Dắt cám hả? Dạ. Thúc ra gì vậy? Quên. Quên hoài luôn hả? Ngày qua được nhiêu tiền? Qua được 170. 170 mấy giờ em đi làm? Gần 3 giờ mấy mới em đi làm. Qua đi phiên à? Dạ, đi phiên với thằng em rể đó. Ở phiên đâu rồi hôm nay? Hôm nay ở nhà bạn. Hôm nay phụ à? Đâu. Hôm nay nó có ra đây không? Nó ra phụ đây không? Ừ. Nó đi đâu rồi? Gắt được có ngày màu hả? Dạ mới có cá nó đi nữa. Thì cái này trên này lúc trước mình tôi hợp đồng với anh Liêm á, thì cũng kêu gắn lam sáng, nhưng ông thợ ở đây ông quên, ông không có gắn. Bây giờ anh Liêm đang đục ra để sau này bổ sung thêm mấy cái lam sáng, 5 cái lam sáng của chú chị. Một số cô chú chị cũng hỏi á. Thì mấy bữa nay thì thợ cũng đang làm phía trong, cũng chưa gắn cho bên ta nè. Rồi đang nổ cái đà. Phần này cũng có lam sáng, hôm trước mình hợp đồng là có. Báo anh Liêm rồi, mấy thợ chứ xây không quên gắn vô, lúc đó mua rồi. Thì cái tường phía trước thì cũng xây tô rồi. Rồi cái này thì mình ta cũng gắn cái chỉ. Cái cửa sổ của chú vậy. Rồi cái bắt chỉ trên cái lam sáng phía trên. Hiện tại thợ đang tô cái mặt trong. Đây cái khung sáng của chúng chị rất là sáng, đang đứng này nó gọi vô rất là sáng. Ô chào bác Minh. Minh ở đây ra phụ đây à? Lên thợ hay là phụ vậy? Thợ ơi hả? Dữ thiệt. Đại gia bây giờ lên thợ đó. Rồi mới mốt em với ông Phiên hai người mốt xin bắt Liêm đi theo luôn. Mốt cho lên thợ hết nghe, chịu làm không? Nhớ đi là đi ở nhà. Hả? Anh đi cho ở nhà. Đi theo phải không? Dạ. Ok thì anh sẽ báo với bắt Liêm sẽ nhận em một thêm một đệ tử nữa. Đi em là không học giáo. Ừ. Thì hai thằng một đi, một thằng ở nhà, dưới nhà chứ đi hết, bỏ nhà. Không tan cấp nhà. Tụi nó ở nhà rồi lâu lâu nó tan nhà luôn á. Thì cho ở nhà không? Cái nhà em đi theo phải không? Dạ, em đi theo thôi. Rồi bên đây thì cũng tô một bên này của chú chị. Cũng có mấy cái này nó chưa có đẹp mấy ông thợ ơi. Chắc lại giùm anh nè, nó bị hở nè. Anh thợ. Hả? Rắc tét cái cửa này giùm anh đi. Cửa nào? Nè, trong đây. Nó bị lỗ nè. Nó chét xi măng vô lắp vô. Này hôm nay nè. Làm kỹ lại giống trước. Lúc mà chét bay không để ý giùm. Bữa nay bác Liêm đi đâu nữa rồi? Thì Minter cũng nói rõ trên video á, là cái này là được Mạnh Thường Quân kêu Minter làm chứ không phải là Minter tự ý nghe cô chú chị. Tại cái cửa cái nhà tắm á thì Minter đã làm rồi. Trước Minter thiết kế là có nhiêu đây thôi, để vừa cái không gian nhà Minter không làm rộng. Chỉ có hai anh em chỉ tắm rồi giặt đồ thôi. Thế được cô chú thương á kêu Minter mở rộng ra. Đó, cái bản thiết kế thì Minter cũng nói trên video ngày hôm qua đó. Có thể Minter báo anh Liêm chỉnh lại chút xíu, tại mình cũng chưa cái gành cái nhà vệ sinh ở nước ngoài như thế nào đó. Còn một ngày qua nay thì Minter nhận được rất là nhiều số điện thoại từ nước ngoài gửi về, kêu Minter rồi quay từng video tung trong nhà gửi cho Minter luôn. Một số Mạnh Thường Quân điện thẳng trực tiếp gọi cái nhà vệ sinh ở nước ngoài cho Minter xem. Thì Minter chỉ làm cái theo ở dưới mình ở dưới quê, chỉ làm một cái nhà vệ sinh đơn giản thôi. Đó, được nhiều cô chú Mạnh Thường Quân ở nước Mỹ gọi về, gọi trực tiếp rồi gọi video xong gửi cho Minter luôn. Thì Minter cũng báo lại là phía trong này Minter sẽ làm cái nhà tắm. Minter chia ra nhà tắm trong khu vực trong đây,
Rồi cái bồn vệ sinh nằm chỗ này, bồn rửa tay nằm chỗ này. Lúc mình mở cửa ra đó, cái cửa mình mở thẳng như qua đây, thì mình mở cửa vô thì mình thấy nhà cái bồn rửa tay rồi. Đồ rửa tay xong ở nhà cái cầu nằm chỗ này, cái trong này làm cái bồn tắm. Mình xây chặn ngang, xây chặn ngang xong mình ta xài một cái loại cửa, loại rèm bằng mũ á, mình kéo qua kéo lại vậy nè. Thì được từ yêu cầu của mạnh thường quân của Minh Tơ lại yêu cầu làm như vậy thì Minh Tơ làm theo, chứ Minh Tơ cũng không có tự ý bài vẽ ra để tốn tiền đâu. Thì tiền thì Minh Tơ chỉ làm cái nhà vệ sinh đơn giản này thôi, rồi được mạnh thường quân nó sẽ ủng hộ thêm phần kinh phí cho Minh Tơ mở rộng ra để cho nó rộng ra luôn. Thì từ cái cửa quẹo vô thì thấy cái bồn chỗ rửa tay rồi, rồi cái này cái nhà vệ sinh thì Minh Tơ nói ở trên video cho cô chú chị biết thêm. Rồi phía trong này là cái nhà tắm đó. Thì ống thoát nước thì làm một cái ống thoát nước trong này, trong nhà tắm nghiêng một cái. Rồi ở phía ngoài này mình tên làm một cái thoát nước rửa tay hay là mình lau chùi này kia đó. Có một cái nước đây mình hoặc rửa tay cái chân gì đó, rửa tay cái mình như ướt á thì nó chảy ra ngoài phía sau này đó. Thì cái này thì bác Liêm nó sẽ chỉnh sửa lại theo ý muốn của quý mạnh thường quân, chứ không phải là mình tơ làm cho tốn tiền đâu. Thì cái nhà thì cô chú đã đóng góp rất là nhiều rồi, thì mình tôi cũng làm gói ghém lại để cho cái ngôi nhà mình nó đẹp mà nó ít tốn kinh phí. Đó, hiện tại như cái nhà này thì nhà sau mình tôi làm tới 3 mét lận, còn như nhà thanh 5 con á mình tôi làm tới 4 mét. Vì lý do cái nhà thanh nó con rất là đông, con đông rồi cửa cái phòng ngủ nó cũng rộng ra nó xíu nữa, tại con đông mà. Thì cái giá tiền nó làm nó khác nhau, chúng ta cũng báo cô chú anh chị biết luôn. Rồi chỗ này thì Minh Tơ cũng báo cho chị Kimberly biết luôn. Thì vậy là người ủng hộ kênh Minh Tơ rất là nhiều tiền cho ngôi nhà của Thanh. Chị góp ý kiến thì Minh Tơ sẽ nhận là ý kiến của chị, còn Minh Tơ chỉ không có đổ cái nguyên một cái đan dài từ bên cửa dắt bên đó qua bên đây thì nó thấy nó bị hẹp không gian á chị, không quay hết đó. Chỗ này người ta không có làm theo ý chị được, thì chị cũng báo thì người ta cũng điện thoại nói chuyện với chị rồi, không có đổ miếng đan từ đây qua đó thì nó bị chặt cái không gian nhà. Người ta chỉ đổ một cái miếng đan từ cái cột này nè qua bên đây, kiểu là đây là cái bồn rửa tay rửa chén cái này đó. Còn bên đây thì sau này mình để bàn ăn này kia đó chị, chỗ này nè để cái bàn ăn ngay cửa sổ này rất là mát luôn đó. Rồi có xe đạp thì Thanh thì để góc này, hai cái xe đạp để góc này, hoặc anh chị em về đó thì có thể Tết nhất về ngủ nghe thì có thể mình trải chiếu ngủ ở đây cũng được, nó rộng rãi. Hoặc có cái giường mình ngủ ở đây cũng được, hoặc trải một cái niệm nhỏ ngủ với gia đình mấy anh chị hai chị ba tư gì đó gom về đây ngủ cũng được. Còn phía sau này á thì Thanh rồi Phin nó cũng đang móc đất lắp vô cái nền nhà để không bị sạt lở. Nó phía bên đây nó hơi nhỏ này cô chú anh chị, thì mình có thể cho nó đất nó khô đi, thì mình ta ví dụ kinh phí nó còn thì mình ta sẽ đổ xi măng nguyên một hàng có 1 mét gì đó cho em, để đừng cho đất nó lại dạt xuống cái hồ. Nó tại vì cái nhà mình tên là làm cái nó hết mí luôn, làm mí hết mí đất luôn á là 3 mét á. Nếu mình làm 2,5 mét thì cái nhà nó cũng hơi nhỏ, mình thấy hơi lỡ rồi. Mình làm mỗi lần khó thì mình ta tận dụng hết cái đất này, mình ta làm được 3 mét cái nhà sau này. Sau này được 3 mét. À, thì trời hôm nay rất là nắng. Nắng rất là nóng luôn. Anh Minh bữa nay làm đâu anh Minh? Ừ? Bữa nay làm đâu? Làm ở vùng chùa. Vùng chùa là ở đâu? À, rồi bữa nay được điều động qua đây phải không? Có việc làm mỗi ngày không đỡ rồi. Đỡ thất nghiệp rồi. À, lúc trước cũng đi làm rất là xa rồi thì thất nghiệp nữa, thì từ ngày mình tới quay hoàn cảnh của anh Minh á thì được anh Liêm nhận theo đưa đi làm.
các công trình nhà của cô chú còn giao cho anh Minh, sau đó anh cho anh Liêm, và anh Minh thì cũng đi theo, có công việc làm cũng đỡ cho anh. Lắp lắp mấy chỗ kia giùm anh luôn, chà chà lại. Nó đang lắp chưa? Rồi, lắp rồi. Chà chà đi cho sắc sắc vô để. Hôm nay có mua nước gì uống chưa? Ông kia đâu uống gì rồi? Ông Thanh. Thanh đâu rồi? Đâu có tiêu nữa. À, còn Lê Phong á thì Minh Tơ cũng báo cô chú chị biết luôn, thì để Minh Tơ làm xong cái ngôi nhà Minh Tơ mới tính dịch tư hết, rồi còn dư bao nhiêu tiền Minh Tơ mới tính vô cái La Phong. À, trước mắt thì Minh Tơ sẽ xong tô xong xuôi đi, rồi lọc tôi thì Minh Tơ sẽ báo cho em Thanh đi đăng ký điện để vô một cái điện từ cái cột đó vô tới nhà, rồi mình sẽ tính cái nguồn dây điện trong nhà, rồi La Phong, rất là nhiều thứ trong nhà này. Tại bây giờ qua đây cũng chưa có điện, chưa có nước thì cũng có rồi. Giờ tính điện trước, rồi kéo điện từ ngoài mình coi hết bao nhiêu tiền, rồi mình tính tới cái La Phong trong nhà. Thì kéo điện trong nhà này trung bình là 3 triệu rồi cô chú chị, cũng như nhà Thanh năm con á, thì Minh Tơ cũng làm hết 3 triệu trong gia đình, trong cái nhà không á, kéo từ hành lang tới phòng nhà sau luôn là 3 triệu. Thì đợt này Minh Tơ cũng nghĩ là tầm giá đó à, bao nhiêu cũng vẫn là bao nhiêu bóng đèn đó, mà mình tính cái cục dây điện từ ngoài cột điện này chạy vô nhà nữa thì trung bình khoảng 3 triệu đến 4 triệu đó. Rồi. Nhà này giống nhà anh Minh không anh Minh? Giống nhà anh Minh không? Nhà này giống nhà anh Minh không? Hả? Sao không giống? Thiết kế giống không á? Thiết kế giống mà phòng nhỏ hơn không? Phòng nhỏ nhà bên kia tới 3 mét là không? Phòng mình đặt cho nó mới thì phòng này có 2 mét rưỡi à. Tại bên kia anh tới 3 đứa con. Phòng này nó có 2 anh em nè, người một phòng. Nó đâu có vợ con đâu. Còn anh có vợ nữa. Nó có vợ đúng không? Nghe nói là chuẩn bị có vợ không? Ủa ai biết đâu lần sau nghe người ta nói anh chuẩn bị có vợ. Thì anh Liêm nói rồi. Nó bây giờ nghe có ghệ rồi mà. Nhưng nó có rễ rồi. Bên đây mấy thợ? Mình à. Mấy ông kia đó rồi. Đó. Ủa bên đây một thợ mới tới 3 phụ. Phụ. Dữ thiệt. Ba ông kia là quần ông xỉu luôn á. Chọn hò ông làm xỉu luôn á. Nãy con Minh đó, Minh đang lên thợ đó. Mình lên thợ luôn hả? Lên của hôm hồ đó. Ủa, hôm hồ sẵn rồi à, em chỉ trà thôi à. Cũng được, thì hôm hồ thì nó nhanh hơn rồi. Thì mình trà nhanh hơn. Ồ anh Minh lên từ từ rồi lên hôm hồ luôn hả? Đã hơn mình chưa đã. Không. Thì cũng giữ anh Minh giữ ha. Lên hôm hồ luôn rồi. Nãy xếp Liêm mua bằng trà mới cho luôn hả? Quá mua bằng trà cho luôn hả? Tặng cái bằng trà luôn hả? À dữ không? Đó, bây giờ được tặng bằng trà lắm rồi, dữ thiệt. Rồi, tương lai là lên thợ luôn á, chứ không phải là cầm bằng trà hoài đâu. Anh trả được chưa anh Liên anh Minh? Trả một mình được chưa? Trả được. Gớt không? Chưa quen. Chưa quen hả? Giao em trả cái lần ngồi nó gớt từng miếng xuống luôn. Rồi học sinh luôn mình biết bao chỉnh. Trả rồi, cho mình đỡ như là được. Đỡ.
này cũng rất là mát luôn nè cô chú anh chị, nghe bên hông này có cửa sổ. Mình ta sẽ mua cái móc đồ á, mà hai phòng hai cái, mà hai ông này mới mốt đồ cũ thì mình ta cho đem dục hết à, không cho bận. Đồ cũ lúc trước mình ta thấy cái nhà cũ á teo tứ tung hết á, nói lại hai anh em này để sắp xếp mình cái nào cũ mình dục hết, mình không cho gom vô cái nhà mới này, mình chỉ đồ cũ thì mình kiếm chỗ nào mình để, chứ không em vô phòng để nhiều dơ có mũi nữa. Ủa mà này đứa em của em đâu? Đứa em gái ở đây không qua hả? Chưa ra hả? Em qua cho tiền mua này bên này, em đi chơi thử nghe. Thấy có ai vậy? Dạ. Mua chai vậy? Mua đây thở. Thử đi, đưa thở đi. Dạ. Sao mua có hai chai vậy, hai lon vậy? Đây cả đường. Để cho anh hả? Dạ. Thế ông kia có gì đâu uống? Có nè, nước kìa. Để vô thùng hả? Cảm ơn nha. Ồ, bữa nay tốt quá, đi mua cho mình tơ một hai ly nước nè. Hôm qua kìa, gửi cho 500 ngàn một lát anh trả tiền nữa nè. Lắc lắc đứa em của em đâu rồi? Nó có ra đây không? Rồi một lát anh cho tiền nè, được cô chú gửi tiền cho em mua đồ ăn, mua nước uống nè. Nè, cameraman ngâm nước nè. Hả? Cái cửa. Ờ, hết luôn rồi. Bọc nước. Nè, bỏ đi. Gì nói vậy? Cá lóc đồng hả? Mấy con? Bự không? Bự bự hả? Đâu? Wow, được đâu vậy? Được đâu hả? Mà con hả? Nhiêu ký vậy? Trăm rưỡi ký hả? Dạ. Em không biết cá này nhiêu ký đâu nghe. Thì mua rồi em mới cắn. Trăm rưỡi ký hả? Dạ. Thì ba con này bán nhiêu tiền? Thì tưởng là nó mà trăm. Ôi trời ơi. Thì em đem đi nhà chết rồi, không được. Thì đây cho bọc. Không được, em chưa về đâu. Em còn đi công chuyện rất là nhiều chỗ mà em không dám mua rồi. Không thiệt, tại vì em còn đi công việc nữa. Nếu em quay xong em về liền thì nó em mua cho chị liền. Bây giờ em đi xa rồi, còn đi vô chùa nữa bữa nay. Nha, thông cảm nha. Dạ, em không có mua được, tại em mua xong em đem đi theo chết hết luôn á. Em đi về bán đi ha. Mình rồi làm hò một ngày bao nhiêu? 250 à, cũng được rồi, cũng có việc làm đỡ hơn nha. À, thì đã được mấy tháng rồi, từ ngày làm vậy? Từ giờ hả? Là suốt luôn hả? Cho con đỡ ha, có việc làm cũng đỡ à. Thì nhiều cô chú cũng quan tâm anh lắm á, công việc anh như thế nào á, anh được việc làm thì cô chú cũng mừng lắm á. Thất nghiệp cũng lâu rồi, từ ngày làm nhà xong xuôi anh Liêm bắt theo làm nó cũng đỡ lắm, cũng mừng cho anh nghe cái việc làm.
Ông thợ này lúc nào ổng cũng sexy hết á. Lúc nào cũng phe tướng cái nào này nè. Tại sao người ta khi ta cũng thắc mắc đó, tại sao ông thợ này nói là xuống là thấy ông quen quá ai chạy không à, mà thằng này nó rất là nóng của chú vậy, nóng kiểu ông này ông bận áo chịu không nổi. Kéo gì vậy Thanh hôm nay? Cát nè. Nó bây giờ mình tơ làm cái nhà xong xuôi mình tơ tính tiền vật tư một lần một chứ không có tính lắc nhắc nhá. Người nhà Thanh nhá. Thanh năm con thì mình tơ mua xong xuôi tính một lần một luôn. Chứ không có ứng nữa. Vô lọt không xe? Đừng đổi trên đây nha. Quay đậu đây nè. Hả? Quay đậu đây nè. Mà đổi trên đó. Đây tao dịch sàn hết rồi đó. Bây giờ cũng đậu đâu rồi chứ. Có cứ một hai đó. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên. Quay đậu đây. Quay đậu đây. Đây. Cái tài xe này dở dữ lắm á. Tại ông con mập kia lập đi nha. Vô lọt à. À, cái đường này lúc trước nó rất là rộng luôn, bây giờ nó nhỏ xíu à, giờ nghe nói xích mích sao đó, bây giờ người ta móc đường thì bữa hổm thì nghe nói cũng cơ quan chức năng cũng xuống giải quyết á, không biết vụ việc gì mà thấy móc đất không cho đi, làm cái đường này nó hơi nhỏ lại. Tài xế này VIP này cho vô luôn nè. Thì cái đường nó còn rộng. Vô dựa luôn. Kìa ông nhát quá. Rồi không? Rồi không? Coi ông nước giùm anh nha. Ê. Coi coi thanh ông nước á, coi ông nước á. Coi dưới á. Vô trong luôn, vô trong luôn. Ok. Ok, ok ơi. Quá hay luôn. Tay lá lụa thiệt ta, giữ thiệt.
Rồi mấy bữa nay ai ký sổ Thanh? Dạ. Ai ký sổ? Ông thợ hả? Thợ. Em có ký không? Dạ. Em có ký sổ không? Dạ không. Ký à. Em ký thì em trả tiền nghe. Ừ, anh không biết à. Người nào ký người đó trả tiền, người nào có chữ ký anh trả. Cười. Còn xe nữa hả? Mày lái này dữ quá à. Nó dán làm gì anh? Kéo củi. Kéo củi hả? Dạ. Mượn kéo củi hả? Củi mình bỏ nó. Dạ. Mượn xe bò của chỗ thợ. Dạ. Ô Thanh này em móc xong chưa? Dạ. Móc xong chưa cái hồ á? Chưa đâu, qua đi làm được cái đó rồi em lại kêu đi giác. Rồi chưa xong phải không? Móc xuống một lớp nữa em ơi. Móc xuống một lớp nữa nó có nước sâu rồi sau này mình mới thả cá được. Nó ốc bù ra thì còn sống mà săn lại bây giờ nó chết rồi. Nóng quá chứ sao nổi. Nóng quá. Thì em móc sau cho đều đều đó, lấy đều 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 ra. Đừng có lấy lại vô cái nhà mình đó nghe. Đi lâu ngày nó. Rồi đó được rồi đó. Ừ, đừng có lấy sâu vô nhà mình quá, lấy bên kia được. Lấy góc bên mình mấy bên kia. Đây lấy hết mớ đất. Ừ, thì bên đây đừng có lấy nữa. Mình chỉ lấy sâu xuống một lớp nữa. Đắp lên đây nè. Đắp cho nó đầy bên đây nè, nó hủng rồi nè. Khô chú lấy cái cốt á, cốt lại cho bạn. Ừ. Để cho nó khô đây móc thêm nè, hút nè. Anh lắp cho đầy thêm đi, cao cao lên xíu. Để coi còn dư tiền anh mua xi măng cái đá đổ cho em một cái khoảng 5 tấc mét vậy đó, đừng cho mưa nó gì. Ừ, như đây nè. Ừ, ừ. Ừ. Rồi làm đi người ta thấy người ta mới cho người ta làm chứ. Anh kêu mà không làm sau này anh đâu dám làm cho em. Đó, kêu gì làm liền thì anh thích cho đó đó. Nhưng mình không làm cái nhà mình sau này nó dạt nước nó hụt xuống hết luôn. Nó lở đất luôn á. Sang giờ quét ở trọng á. Thì nào mát mát mình xuống làm nha. Múc mình thả cá trê cái gì này có cá để sau này mình ăn cũng được. Cái rào đó ở dưới đó. Cắt không ạ? Không có đi sình đâu. Cắt không ạ? À, đi người đi ắt nữa. Bạn chắc chắc không chắc. Tắt nước ra nó khô đầu lấy giá đầu. Ừ, lấy cái thùng nè. Lấy thùng múc tát qua đây đi. Tát cho nó hết cạn hết đi rồi sau này mình móc cái vậy. Chứ đầu cái ấy đâu được. Đi giá thắng. Đó thấy mặt nước là được rồi, cái mặt đất được rồi. Thì em tắt nước ra hết. Có ra từ từ á, nước ra từ 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 á. Em bà cho em bà cho lại anh chị cho là nhiều. Ừ, để nước nhiều quá em đâu có móc đất được. Yeah. Móc nó bể hết à. Cái rào cứng đó cũng đỡ chứ. Ừ, đứng bể. Ừ, thì móc cho anh cái Dũng nghe. Yeah. Móc sau này anh kéo cái ống nước á ra ngoài này một cái nè. Muốn rửa chén, rửa nồi hoặc rửa xe cái gì chỗ này nè. Kéo đường nước giờ vài bữa đi rồi anh mua ống nước cho ha. Kêu Út mua khoảng vài chục cái ống nước. Mình đi dòng từ cây nước ở ngoài á cho vô nhà còn đi một cái đường ống cái nằm ở ngoài này một cái. Để sau này em trồng cá, trồng rau trồng gì đó. Em có ống nước để em tưới được nha. Đi một ống để ngoài này riêng tí xí cua. Sau này mình tưới cây tưới hoa này kia đó. Nước này là nó mày ăn được luôn. Ừ mày xuống đi. Cho mày chín mày luôn. Giờ này xuống. Hiện tại mình tự đứng đây nó muốn trái già luôn nè. Mày xuống đi thử nó chín đâu. Nó mì được không? Nó mì được luôn hả? Dạ. Con ngốc nãy là nó chết rồi phải không? Nó giờ cho tát nước ra cho nó cạn ly. Giá đậu lên nó dễ hơn cái đậu đó nữa. Ừ. Nghe chiều nay rảnh thì múc tát nước ra đi. Kiếm cái thùng tát nước ra. Chịu mát mát làm. Giấy giấc này làm nó. Không cho nó luộc nó luôn gì đâu. Luộc cho mày trắng trắng chút xíu. Dạ. Chứ mày đen thui rồi nè. Thanh ơi, qua đây nè. Qua đây. Rồi thì em gái
mới lại tới hả? Dạ. Nãy Thanh đã mua rồi á. Em biết em mua thêm. Mua thêm nữa hả? Rồi bữa nay thợ vô rồi. Nó gãy bữa nay nắng mà, cho tao uống nhiều nhiều đi. Mua gì bữa nay? Dạ, chả đường rồi để canh vô á. À, làm nhà hay là mình mua? Dạ, mua. Mua hả? Bữa nay tao không có nắp. Không có nắp kệ. Ừ. Anh cũng xuống nãy giờ, anh cũng hỏi thăm em nãy giờ. Dạ. Ôi chồng quá ha. Dạ. Ông xã nè. Bữa nay không đi làm không trai? Dạ, bữa nay sáng đi rồi anh. Nay làm được nhiêu tiền? Sáng đi được 150. 150 ha. Dạ. Bữa nào cũng đi hết phải không? Dạ. Bữa nay qua đây ngồi, hai đứa có lì xì nè. Thành cũng có lì xì luôn. Vui không? Dạ vui. Vui à? Nghe lì xì là vui à? Kỳ quá ha. Ủa tay thôi. Hôm nay có lì xì cho hai anh em nè. Làm nước xong đi rồi anh gửi lì xì cho. Nãy anh Thanh nó cũng mua cho anh một ly trà đường. Hồi nãy ông đi ông nói tao mua rồi mua nè. Em biết. Tao có điện thoại tao điện cho mày rồi. Ủa không có điện thoại hả? Dạ. Không biết xài hả? Lâu lâu cũng biết lúc này. Bây giờ anh cho iPhone biết xài không? Hả? Có iPhone nó biết xài không? Ừ. Dạ, iPhone qua của Minter kìa. Hả? Cái này làm bấm riết nó xóa hết trơn bây giờ. Nó cho anh cho iPhone xài không? Cục bắp được. Cục bắp được hả? Thì cục bắp bây giờ cũng vậy thôi. Đừng cho anh ta điện lại mình nghe được rồi. Lỡ người ta cho iPhone thì nó xài nó chứ sao vậy? Giờ xài anh cho. Dạ không. Không hả? Mua xài cục bắp. Anh thấy phim nó có điện thoại không? Có đó, ở nhà đó. Ờ, vậy nó có điện thoại rồi, mình muốn như nó không? Không. Hả? Cái đó khác. Có điện thoại đi, đặng mút mình nhắn tin đi ghệ. Hiểu không? Em không có điện thoại, em không hẹn hỏi ghệ được đâu. Có cục bắp đi mai mốt đi vô quan tâm mốt một lần. Quan gì? Hả? Quan gì? Quan tâm mốt á. Nói sao anh không hiểu? Số 8 để tấm bạn á. Số 8 về nè, số 1 về nè. Số 8 để với số 1 em trước. Là sao? Là vô quan tâm mốt quán cà phê. Quán cà phê hả? Dạ. Là quán cà phê nào có mấy em trong đó hả? Dạ đúng rồi. Thôi không đi đó, mình không có tiền thôi, em vô lại em nghèo. Khi nào có tiền mới vô chứ. Mà có tiền có từng vô chưa? Dạ, chưa. Thôi đừng vô, vô chỗ đó là nghèo luôn á. Dạ. Mình nghèo mà vô đó nghèo thêm á, không có vô bậy bạ nghe. 2-3 năm vô lận được rồi. Trời ơi. Bây giờ 2-3 năm vô lận hả? 2-3 năm vô lận thì được. Còn vô mỗi ngày là chết á. Có cơm ăn nữa. Không có cơm ăn nữa mà vô đó là em đói luôn. Dạ. Bây giờ mình khổ mình gắng đi làm. Nha, cô chú thương rồi mình không có ăn chơi. Hiểu không? Nói trước nha. Mốt mà nghe nó mà đi vô tắm mốt là anh lấy lại cái nhà luôn á. Nói trước á. Anh đợi nào mà em vô quán. Ừ, nghe nói thôi phải không? Bây mà có vô đó bán số không? Vô bán là có. Ừ. Vô uống phê không có. Ừ, thì vô bán số thì được. Vô em có mua số không? Nói không? Không đi ra hả? Vô ở anh vô uống phê không? Không, đi à. Ừ, gì được. Còn vô bán số thì được. Còn vô mà kêu mấy em làm cà phê cho uống là không được phải không? Dạ không. Ừ. Có tiền đâu, bán ngày có 100 mấy ông vô đó, cái ông bỏ ra 3 ngày lương không á. Dạ. Vậy nhà có 10 củng. 10 củng đất. 10 củng đất lại vô chỗ đó. Ở Úc mà không nghe nói sao nó bán số sao? Ông đi bán số gần nhà em á. Ừ. Người ta mua 2 tờ đưa 50, ông thời người ta 70. Ôi, lại rồi. Lại lúc. Nó lại lúc luôn. Mua 50 mà thời người ta 70. Dạ. Mà mua 2 vé hả? Dạ, người ta mua 2 vé đưa 50 mà ông thời lại cho người ta 70 ngàn. Ôi trời ơi trời, ông bán sao vậy? Ông bán ông lỗ không à? Thì ông đi bán nhà em vậy á, tới còn cái số thì em phụ bán cho ổng. Bán xong rồi cái ổng đưa tiền đây em đếm cho lấy hỏi lấy mấy vé. Ông nói 100 vé. Tới đem lại còn thiếu tiền ta. Ông bán gì phải là tôi đưa tiền ông bán bể nợ không à, chết rồi. Kiểu này sao tôi dám đưa giống ông lời bán số nào ông Thanh? Em bán phải lợi chứ, em bán mà em lỗ không sao được. Chắc mai mốt đi theo em quá, đi dắt ăn này kia quá. Ừ, việc bây giờ xin được thì đi theo người ta đi. Chắc vậy là em kêu đi mỗi bữa luôn mà. Được không? Xin ta cho không? Được mà, không có điện thoại kìa sao điện. Khi nào hả, kêu ông đi làm thì em bắt xách xe qua. Chạy xuống, ôi trời ơi. Có ông ở nhà thì đỡ, không có ông ở nhà thì sao không điện cho bà Bảy? Nhằm khi bà Bảy cũng có nhà, nhằm khi bà Bảy đi
Bây giờ một bảy có người rước đi nữa rồi. Ông bán số rồi nè, nghe ông lỗ không, nghe không lời mà nghe lỗ không là chết tôi luôn á. Tôi bỏ vốn nhiêu cho đủ cho ông. Thì nhầm khi đi bán vậy á, tới hai giờ chọn em đếm còn thiếu 30-40. Đâu, 30-40 ngàn nha. Ôi chết rồi ông nội ơi. Nhà chồng em có tiền nên đắp vô cho ông có thì phải chịu chứ sao bây giờ. Ơi. Mà anh đưa em tiền em lấy số nhiều anh không dám đưa nữa, bán cái 200 vé thôi là lại 200 ngàn còn lộ nữa. Nó làm sao anh dám đưa số ông Thanh? Có khi đi làm. Mà bán có nào lại không? Có khi lại, có khi lại. Đếm không kỹ hay sao vậy? Chắc vậy nó dính nhau á. Ờ trời. Chừng mưa ướt vậy đó. Nó dính vô cái số hả? Mình sẽ nông ra đó. Anh mày bán cái số cho tao, tao mua 2 tờ mà đưa 50 ngàn nó thổi tao 70. Ôi trời ơi, chết tôi luôn rồi. Tình hình này thấy không ổn nha, ông chắc ông đổi nghề quá. Chắc đi dắt cam với anh em á. Chắc cam thì một ngày được 100 mấy hả? 100 mấy. Ừ, miễn ta nhận thì đi theo ta đi. Cũng như mình đi theo xe nguyên ngày cũng có chắc. Mà quan trọng người ta nhận mình đi mỗi ngày hay không nè. Có, là người ta điện đi thì mình đi, nếu người ta không điện thì ở nhà. Mà được mỗi ngày không? Chồng em làm được mỗi ngày không? Ngày, 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì ở nhà vậy. Cái gì cũng khó khăn lắm, về kiếm tiền hôm nay. Ông mấy số ông nghe ông lỗ không là tôi cũng rầu chết luôn. Anh cũng rầu, em cũng bực mình luôn. Bực gì? Tại mình ẩu. Bực thúc thiếu tiền người ta đó. Mình đếm rồi sao mình đếm cho kỹ? Đếm kỹ mà liếm vậy mà còn xẻ đắng. Ông lấy đi... cho anh ta ổng vậy nè. Ông liếm hả? Liếm số hả? Liếm số hả? Số tiền cũng vậy mà còn thiếu, có còn... Vậy mất tiền nữa. Mất tiền nữa. Không gành số không? Gành tiền không? Tiền gành. Gành mà đếm lộn kỳ vậy. Không tại sao 50 ngàn thôi, 70 ngàn là sao? Không biết, chắc tối á. Rồi đó, ổng đi bán tối. Sao 7 giờ? Mua 50 ngàn mà... Hồi 70. Hồi 70. Ôi lời. Lại lúc luôn. Bán đưa lại lúc luôn. À, giờ chồng em đem lại hả anh ba? Anh ba lấy nhiêu tờ? Ông nói lấy 100 tờ. Mà đem ba đem lại còn có 960 ngàn. Còn thiếu 40. Đập vô cho ông có tiền đập. Có tiền. Ừ, kiểu này ông đi dắt thức ăn đi cho nó dễ hơn à. Dắt thức ăn đi chắc ăn hơn quay. Một ngày kiếm 100 mấy sướng hơn à. Giờ giao ông tiền. Ông... sớm nữa kìa. Hử? Đi mà. Chắc lại sớm nữa còn chạy ngồi xe êm đít nữa. Đi lên rồi xe tải á, đi là đi theo xe. Ừ. Để về cũng về theo xe. Ừ. Không xong nếu mình ta nhận thì giao cho ông đi bên kia đi. Tôi giờ tôi khỏi lo vụ với số ông nữa. Tôi lo vì số ông bán nghe ông nào ông thiếu nợ người ta hết, thiếu 20-30 ngàn, 30-40 ngàn không mà chết rồi. Thì tôi quá như là tôi đó, tôi quá rồi vô nhà em ngủ luôn sáng gì. Về thì ba rước xong tới tối, ông về thì ông về, thì về ông về thì ông ngủ bệnh. Sao mới chở ông về. Rồi tôi thấy ông là tôi rầu ở đâu ông Thanh. Ông bán cái số mà ông lại tục lui không à. Ông xong đi theo xe đi, thằng em nó dẫn đường dẫn hướng làm đi làm thôi chứ bán cái số mà nào cái mất 20-30 ngàn, 40 ngàn rồi bán có 200 vé à. Ông báo ông lỗ của này ông bù tiền sao được. 40 ngàn là 40 tờ. 40 ngàn là 40 tờ là lại ừ, 80 ngàn à. Ông bán lỗ cái này nó chết rồi. Thôi nghỉ đi. Ta đi giác vậy đó là khỏe. Không gành tiền nữa làm sao. Thôi vậy coi anh em nó coi nó giới thiệu được thì giới thiệu đi theo làm đi rồi chiều về. Rồi trồng rau trồng cải cho tôi đi. Nha. Đâu đó em lãnh này em kêu lính đi. Cho đi không đi quyền em à. Gì được rồi, em thầu luôn không? Dạ. Sướng rồi. Em lãnh là em phân công nhân công phải không? Dạ. Gì được rồi, kêu nó đi theo em đi nha. Chứ anh thấy anh giao đi số cho nó anh rậu. Anh đưa nó vốn mà đã đời bán mà không lời mà nghe nó lỗ không à. Anh hết dám cho tiền bán cái số rồi. Nhà một thiên cái nên tao mua thiếu nó lại biết nó làm sao vậy. Ừ, ở đây Việt Nam mình không xỉu làm sao. Mua có nhỏ 20 ngàn cũng thiếu nữa. Làm sao mà rồi thiếu có thể em mới trả không trả đòi hoài thì giận đòi giận xong rồi quỵt luôn nó nhỏ thì thăm vốn hay sao vậy.
bán lộn rồi bị mua bị thiếu nợ đó. Mà sao mà lại không xong thì nghỉ đi ha. Bây giờ trồng rau cỏ cho anh đi rồi đi theo dắt thức ăn đi nha. À, bữa nay anh cũng nhận được số tiền của chú Dũng và cô Siwon cho mỗi đứa 500 cho mua nước ăn mua đồ ăn hay mua nước uống mỗi ngày. Dạ, con mua nước ăn gì mua nước ăn á mua thức ăn rồi ăn mua đồ ăn mỗi ngày mua đồ ăn mỗi ngày với nước cho thở uống. Dạ ha. Dạ rồi cho em Út 500 luôn là của chú Dũng và cô Siwon. Cảm ơn chú Dũng cô Siwon. Con xin cảm ơn chú Dũng và cô Siwon, cảm ơn rất nhiều. Rồi hai anh em nói tiếng giống nhau ta. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn con cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chú Dũng. Chú Dũng với cô Siwon. Cô Siwon là con cảm ơn rất nhiều. Thấy cực khổ nè, đưa em nước ngoài xa của chú chị thì đưa anh thì làm nhà thì chạy lên chạy xuống mỗi ngày mua nước uống. Chú thấy tội nghiệp quá, thương hai đứa, phải cho đứa 500 rồi mua đồ ăn nha. Rồi còn gạo không? Dạ, còn như đó nữa. Ủa, đẻ trống à. Còn gần chắc cả 4kg nữa hết. 4kg nữa hả? Thì bữa mua 1 bao nó là hết, đủ tiền luôn nha. Dạ. Thì bữa nay cho tiền của cô Diệu Từ á. Dạ. Thì đứt trước cho tiền rồi mua gạo, bây giờ còn mua gạo một lần đó là hết tiền á. Nó mới quay kia cho 500 đó. Dạ. Tiền của cô Diệu Từ á nha. Để mời anh xuống anh chở ra 1 bao gạo 25kg nữa. Rồi thì mình ta cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì video cũng hơi dài, mong cô chú chị xem thông cảm. Thì cuối video thì mình ta cũng xin cảm ơn cô chú chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm. Trên kênh gặp nhiều may mắn làm ăn phát tài phát đạt. Nhờ cô chú chị đăng ký kênh ủng hộ mình ta và tặng cho mình ta một like và một lượt chia sẻ. Mình ta mến chào cô chú chị. Bye bye. Bye bye.